xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Bão mạnh trên cấp 17 sẽ gia tăng trong tương lai. Theo chuyên gia khí tượng, nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên khiến cho lượng hơi nước trong khí quyển gia tăng. Điều này tạo điều kiện cho các cơn bão mạnh lên về cường độ và trong tương lai, nhiều cơn bão có cường độ mạnh trên cấp 17 sẽ gia tăng. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, như vậy, khi trao đổi với báo chí về những nguyên nhân vì sao năm nay xuất hiện nhiều siêu bão, các cơn bão tăng nhanh về cường độ đang trở nên phổ biến. Theo ông Khiêm, thời gian qua có nhiều bão mạnh như bão Gami, Yagi, Krathong hay Helene, Milton là do tác động của một số yếu tố khí hậu và môi trường. Đầu tiên là hiện tượng Enso, năm 2024 là năm chuyển pha El Nino sang La Nina. Quá trình chuyển pha nhanh nên đốt nóng và mất cân bằng nhiệt ẩm đại dương đang diễn ra mạnh mẽ, góp phần làm tăng nguồn cung cấp năng lượng cho sự hình thành và phát triển của các cơn bão nhiệt đới. Thứ hai là biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ của cả đại dương và khí quyển. Khi nước biển ấm lên sẽ cung cấp nhiều hơi nước và năng lượng hơn cho các hệ thống thời tiết, dẫn đến việc hình thành nhiều bão mạnh hơn và cường độ của các cơn bão này cũng tăng lên. Chúng ta đã chứng kiến sự bất thường về nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 8 tháng đầu năm nay cao hơn 0,7 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Nhiều khả năng, năm 2024 sẽ là năm ấm nhất được ghi nhận và khi nhiệt độ tăng lên thì các cơn bão mạnh cũng gia tăng, ông Khiêm nhận định. Theo ông Khiêm, báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu lần thứ 6 của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC nhận định, trong tương lai, số lượng các cơn bão mạnh tăng, chẳng hạn như loại bão ở cưỡng CAT 4-5, tốc độ gió lớn hơn 200 km/h, tức là những cơn bão có cường độ mạnh trên cấp 17 sẽ gia tăng. Cũng theo ông Khiêm, một số nghiên cứu công bố mới đây tại Mỹ cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân khiến các cơn bão nhiệt đới xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất nhiều hơn. Theo nghiên cứu này, nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên khiến lượng hơi nước trong khí quyển gia tăng, khiến các cơn bão mạnh lên về cường độ. Với mức tăng nhiệt độ toàn cầu 1 độ C hiện nay đã khiến sức tàn phá của bão tăng trung bình khoảng 40%. Trong khi đó, hiện tượng tăng nhanh cường độ cũng đang trở nên phổ biến hơn. Một số nghiên cứu gần đây cũng nhắc đến khả năng biến đổi khí hậu làm giảm độ đứt gió thẳng đứng, những thay đổi về tốc độ và hướng gió theo độ cao dọc bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ và bờ biển Thái Bình Dương của châu Á. Độ đứt gió thẳng đứng mạnh có thể ngăn cản cơn bão phát triển mạnh và giảm sức tàn phá của bão. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu đã làm giảm yếu tố này. Nguyên nhân đến từ sự thay đổi trong các hoàn lưu và sự phân bổ lại khí áp có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành bão và duy trì cường độ của chúng trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ mặt đất với bề mặt nước cũng khiến độ ấm tăng cao sau khu vực bờ biển, dẫn đến áp suất và lưu thông gió đẩy độ ẩm vào tầng bình lưu giữa, tạo điều kiện để bão phát triển, ông Khiêm thông tin thêm. Khả năng có hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Ông Khiêm cho biết, dự báo từ nay đến hết năm, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 4 đến 5 cơn. Trong đó, số cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Đề phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông và không loại trừ xảy ra những cơn bão mạnh. Về lũ, ông Khiêm cho biết, lưu vực sông Trung Bộ, Tây Nguyên, lũ sông xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, đỉnh lũ năm 2024 ở hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa, sông Cả, Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Hạ lưu các sông chính từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông chính ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận giao động mức trên báo động 2. Các đợt lũ lớn khả năng tập trung trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2024 và xuất hiện lũ muộn vào cuối năm, trùng vào thời kỳ tích nước của các quy trình vận hành liên hồ chứa các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên. Mùa lũ 2024 trên sông Mekong xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ năm 2024 ở đầu nguồn sông Cửu Long giao động ở trên mức báo động 1, đỉnh lũ tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Trong vòng hơn một tháng, ba cơn siêu bão xuất hiện trên các đại dương với sức tàn phá khủng khiếp và đạt cấp độ cao nhất của các thang đo bão, nhưng không có gì cản trở, các cơn bão này mạnh lên nhanh chóng. Ngày 28 tháng 9, tại hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo về thiệt hại và tác động của bão số 3 đến phát triển kinh tế xã hội. Mức độ thiệt hại hướng về người và tài sản.
Theo Bộ này, mặc dù đã rất nỗ lực, khẩn trương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, huy động tối đa sức người, sức của phòng chống, ứng phó từ sớm, từ xa, nhưng do bão số 3 có phạm vi ảnh hưởng lớn, cường độ và diễn biến rất phức tạp, chưa từng có tiền lệ, nên mức độ thiệt hại là lớn. Tính đến ngày 27 tháng 9, bão lũ đã làm 334 người chết, mất tích, 318 người chết, 26 người mất tích, 1.976 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương. Thiên tai còn gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ chưa đầy đủ trên 81.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,3 tỷ USD. Đây là mức tăng gấp đôi so với báo cáo ngày 15 tháng 9. Có khoảng 282.000 căn nhà, 3.755 trường học, điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, bị ngập, vùi lấp do sạt lở đất. Nông nghiệp thiệt hại khoảng 285.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại. 189.982 hecta rừng, 11.832 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Khoảng 5,6 triệu con gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại như đường dây truyền tải, trạm biến áp, cột viễn thông, tuyến cáp quang, trạm BTS bị mất liên lạc. Đã xảy ra 796 sự cố đê điều, 820 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc và nhiều tuyến đường nội tỉnh bị sạt lở. 3.517 công trình thủy lợi, cấp nước bị hư hỏng, ảnh hưởng đến tăng trưởng nhiều địa phương. Bộ nhận định, thiên tai làm cho tăng trưởng cuối năm và nhiều địa phương có thể chậm lại. Trong đó quý 3 có thể giảm 0,35%, quý 4 giảm 0,22% và ước cả năm GDP có thể giảm 0,15%. Tăng trưởng dù có thể đạt 6,8-7%, nhưng nhiều ngành sản xuất đều giảm. Tăng trưởng GDP năm 2024 của nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai giảm trên 0,5%. Trong bối cảnh đó, nhiều biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ đã triển khai, trong đó nghị quyết số 143 huy động gần 700.000 người và gần 9.000 phương tiện ứng phó với bão, lũ, có 7 quyết định trích dự phòng ngân sách trung ương, xuất cấp gạo từ dự trữ quốc gia 350 tỷ đồng và 432,585 tấn gạo, hỗ trợ 19 tấn hóa chất, 3 triệu viên khử khuẩn nước Aquataps, hạt giống. Cùng đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế gửi điện thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam về thiệt hại bão lũ. Các quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ trên 22 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó cam kết hỗ trợ kinh phí 15 triệu USD thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trực tiếp nhận hơn 220 tấn hàng cứu trợ trị giá 3 triệu USD từ chính phủ Úc, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nga, Singapore và các tổ chức quốc tế qua đường hàng không và chuyển ngay đến các địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.